ơn chương trình đã tạo điều kiện cho tất cả các anh em tắm chung và kỳ lưng cho nhau. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Anh em mình là 13 người nhá. Đếm lại này. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ờ đúng. Ở đây ai không ngại nằm cùng với nhau? Em không ngại. Em. Sinh viên đừng xào nhá. Sinh viên nó nói là có tiếng ồn cũng sẽ không bao giờ ngủ được hết. Thành ra không thích ngủ gần anh. Em quyền anh. Tại vì anh có nhiều tiếng gọi khi ngủ. Con ngủ em này. Gì? Anh okay, bảo okay, không em ngủ chung với gì được. Không, hoặc không theo anh. Anh đang muốn làm như thế thì mình lấy những cái đệm mà những người không ngại ngủ cùng ấy, chúng ta giải đây. Anh em mình nằm ở đây với nhau. Ok. Hợp lý không? Được, okay. Như thế vừa vui và vừa gần gũi anh em okay, mà không bị chật chội ở trên này. Đúng không? Được. Vô tay cái. Cái còi cay ấy. Em sẽ ngủ chung với Subin, anh sẽ ngủ ở đây. Ok, tùy. Với các em thôi nhưng mà okay. anh sợ Subin nó to đấy. Không sao anh, em nhỏ thì ngủ sang đây ngủ em này. Em ngủ với chung với Subin hay thì gì cũng được. Thoải mái anh ạ. Không sao đâu, bọn em ngủ chung nhau quen rồi mà. Đằng nào cú đêm thì cũng có ngủ mấy đầu. Phải đặt chi giường chi, tối nay cũng không ai ngủ hết. Mình một người ngủ 3 tiếng xong rồi gọi dậy. Đúng, cũng được anh. Anh em ơi, mở vali thôi. Đây là vật bất ly thân của Khánh. Đây chính là miếng đụng vai. Người Khánh không có gì là thật cả. Mà có máy quay mà vẫn thay đồ được hả? Đâu anh che nè. Trời sao vậy? Ê, mọi người anh đã che chưa? Để thay đồ được mà không là phải vô toilet luôn kìa. Không, tại vì anh che cái camera rồi. Che chưa? Dữ vậy bởi vậy. Nhưng mà anh che không che được em à. Anh che kiểu gì? Mày đâu thấy đâu đúng không? Anh thấy ở đây là Phúc có vẻ ngoan và hiền nhất đấy nhá em nhá. Cố gắng để đi theo học sinh hư bọn anh nhá. Bọn Nam là anh thấy nó bắt đầu bắt nhịp rồi đấy. Em bắt nhịp. Bắt đầu hư dần rồi đấy. Em đang gọi là thăm dò xem cái năng lượng của mọi người tới đâu để em bám theo. Trời ơi, nó quậy lắm á, nó quậy ngầm ấy. Mấy đứa mà hay khiêm tốn thế là hay nghịch ngầm lắm. Nhạc sĩ không bây giờ mà hiền á. Anh nói vậy là anh đánh đồng anh Ramastic của anh rồi. Rõ ràng nó có hiền đâu. Anh thôi giận mà anh đâu lên tiếng đâu. Ừ. Mình hiền mà. Nó vô là nó đang giật cái chiếc lớp phó là chả hiểu bằng cách nào ấy. Thời sinh viên thì mình lại không có trải nghiệm mà bây giờ mới là trải nghiệm cho nên nó có cảm giác háo hức lắm, nó vui lắm. Là lúc đó có Phát với cả là cây trần là hai đứa rất là năng nổ, moi vali của người ta. Anh có đồng ý cho chúng tôi chưa luôn? Dạ không sao à, tôi cũng kiểm à. Ủa chú tội tên gì? Nhiều quá đồ ăn nhiều quá. Một hộp. Có một hộp duy nhất bao nhiêu? Gì mang nước mắm này trời? Đâu có dầu thơm. Anh ơi, làm sao mà có nước mắm ở đây? Có cái này để làm gì ạ? Cài tóc. Em tưởng là bịt mắt để ngủ dậy sớm cho. Em ơi, bịt mắt kiểu này hả? Sao em có hay cái Superman? Ôi tôi tưởng là wow. Ê, mình mèo á. Không, em chọn những cái màu rất là đàn ông, rất là nhu. Trời ơi. Hợp lý mà. Nè, còn cái này nè. Đó quần ngủ nè. Tôi mặc vừa. Quần ngủ đó nè. Quần ngủ. Tôi đã cho anh mượn cái được không? Được, anh tôi mặc đi. Cái này là cái gì vậy? Ôi, dầu gội á. Ai trời ơi, dầu gội bịch vậy đó hả? Để chai thì nó bự quá. Bà anh ngồi xuống. Thế nên là nhỏ xếp ngay ngắn hết luôn á. Không sao. Xong rồi. À, cái này chúng tôi sẽ tịch thu làm đồ ăn chung của nhóm. Được đó hả? Cái này chúng tôi cũng tịch thu. Tóc tôi quá dài. Quạt vậy hợp với anh. Thầy hợp với anh. Cái đó hợp với anh không? Anh cài cái gì trên đó? Cái tiếp theo em xin mời anh Đăng Khôi. Xin mời sao đổi một. Đây, bên kia hết rồi. Bên kia. À. Sorry. Hey boy. Tôi yêu cầu anh im lặng để chúng tôi làm việc. Không có cười mòi nữa. Tôi cứ được dọn dẹp vali trước khi tôi mở ra không vậy? Có những thứ mà người không nên thấy. Cái này đây. À, cái này cái búa của Tho à? Anh mang cái này đi để hành nghề, bởi vì là anh biết là các anh em tập nhảy rồi là này kia thứ sẽ mệt. Mời anh cũng sẽ giống như Bi. Đúng là dân tài phiệt mới có mà cái này. Alo một cái thì anh sẽ đi phục vụ. À, đi phục vụ. Em tính ra cái phòng mình giống như chỗ vật lý trị liệu ha. Ủa vì sao có hai chúng tôi bị vậy? Ủa sao có hai chúng tôi bị vậy? Bất công quá. Đây là một sự bất công. Quá nhiều, vô cùng. Mừng quá. Quá là mừng. Bây giờ tôi không kiểm tra body, tôi kiểm tra người các người. Nữa. Duy, không có cười mồi nữa. Ê, tôi cười như này tôi thật 2 tiếng luôn á. Ôi chết rồi, giữ giọng mọi người ơi, giữ giọng. Tại vì Duy bắt được cái tần số hề hước của BB. Ai cũng sẽ thích BB cả. BB quá là tự nhiên và duyên dáng và... Oh, hay thiệt có sao mà được vậy ta? Cũng vui lắm, cũng tới bến tới bờ đấy. Cũng đỉnh nóc đấy, kịch trần đấy.
Cũng bay mất phới đấy. Ê, nãy cười muốn chết luôn á. Mỏi miệng luôn. Quậy quá. Má là duyên dáng đi. Mấy má quậy quá rồi. Cười muốn xỉu luôn. Ở đây không có cái tủ để chiêu đồ hả? Em ơi, ở đây đâu phải là resort em. Trời ơi, chứ lật nhiều đồ thế rồi. Nước hoa, cho anh xin. Cái này không phải nước hoa đây anh. Ôi trời ơi, mở mở như nào em? Cái này bấm luôn anh. Cứ nước hoa lại là anh thích nhá. Cho anh tí, cho anh tí. Cho anh tí. Thơm quá. Đây là nước hoa của Tiến Luân. Đây là nguyên một phòng là mùi của em không luôn á. Ôi trời. Thơm quá trời. Thơm quá, thơm quá. Có cái chai này bao nhiêu tiền vậy anh? Chai bao nhiêu đó? 250 à, cũng không sao. Cảm ơn em. Anh tắm hay anh sửa da? Anh thích nước hoa lắm. Dạ. Ui trời, mùi thơm quá. Thơm thơm nha, thơm 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 quá. Anh không, không có. Ủa gì vô lý, một người thích nước hoa mà không đem nước hoa là sao? Toàn đi xin nhờ. Giới thiệu với anh em, đây là chiếc gối trong điện thoại. Đây là chiếc gối với công nghệ bí. Chị ơi, nào chị ơi, chị ơi, đây nằm xuống đi. Nè, em có về quay. À, cái này là cái gì? Đây là massage, massage. Massage gì thật? À, giờ tính nhau rồi. Em có này bất ngờ cho mọi người là thú vị lắm. Dạ. Em nghĩ là mọi người sẽ thích những ngày quay tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Quay hả? Sẵn sàng chưa? Sao ạ? Nếu quay mày chờ là phải cần có một cách này. Cái này mua đâu? Dạ. Những chiếc khăn này là signature của anh. Đó, thấy là trên khấu mình. Khăn bay phấp phới là biết. Phạm thêm hình. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Anh mang theo thôi, anh xác định là nó uống nước trà. Mình trà đã có, đúng rồi, mình thưởng trà, các bánh trà xanh. Trà này mua bên Tài. Cái này là phổ nhĩ thôi. Kim hoa. Kinh đấy. Kim hoa nha. Bánh sữa kêu em nghe. Ủa? Bánh ngọt thôi. Bánh ngọt với sữa không được. Không được nha mọi người. Ít thôi. Ít thôi. Có gì thôi. Có gì hết. Tôi thấy sợ nửa đường đói không biết được. Mọi người muốn ăn gì ăn bánh không? Quay một đoạn dài á. Ý anh là ý anh là ý anh là chương trình bỏ đói anh. Nhưng mà nhiều khi mình quay lâu quá mình không có kịp ăn, hiểu không? Mình mắc đói giữa chừng thì sao? Bộ anh quay lâu chắc tụi tôi cũng quay lâu. Vậy lát mày đừng xin đồ ăn thôi nha. Sao nãy mày xin sữa tao? À, thật ra thì Tân Phúc chỉ muốn tốn cho mọi người thôi mọi người ạ. À, cho em xin sữa đi. Ủa nãy lấy rồi mà, uống nữa không? Uống thuốc mọi người, bệnh hoạn già cả đó. Trên 30 tuổi. Em ăn Hey, partner.
Yo. Let tango. Thống nhất quan điểm như nào? Cái bài solo nè, nói lại nha. Ông này là đi hát set nè, solo nha. Solo là mic. Solo là mic. Solo rồi. Mic. Solo mic. Solo hát set. Mic. Mic ạ. Rồi, chung là hát set hết. Okay. Ê quên, ông này không kịp. Thế thì một mình em micro ok không vấn đề, tại vì động tác đấy là tôi vẫn có thể cầm mic được trên tay. Đúng rồi, chính xác. Lúc nãy anh đi ngang qua khó quá. Coi như là cường mất đây luôn rồi. Nói chung là anh em ráng lùi xuống xíu. Đó. Đây, em nghĩ này, cố gắng đứng dưới mấy cái băng dính này. Dạ, tôi dán băng keo sẵn đó. Mấy chú cứ coi cái đang keo là cái điểm là cao nhất. Ok. Ok, rồi. Ready, bây giờ mình reset lại lần nữa đi. Chỉ có một mình em thôi. Như cũ. Chúng ta chỉ có 48 tiếng đồng hồ. Em nằm hết đi thôi, sao cây chắc chưa? Các thầy à, tôi nói các thầy biết bao nhiêu lần rồi. Ê nhưng mà tại sao anh em mình lại chung nhóm với nhau nhỉ? Tôi nghĩ là duyên số sinh ra chúng mình.
Là mình cũng đã được làm việc với Sugin rồi, mình cũng hiểu. Tuy là không hiểu sâu sắc bằng hai anh còn lại, nhưng mà ít thì nhiều mình cũng hiểu tính được bạn ấy. Rất là dễ thương, rất là cố gắng và thương anh em. Mà đặc biệt hơn nữa là may mắn là hai anh em kia cũng là cái người sống hướng nội, kiểu cũng tình cảm rồi sức mướt, chăm sóc anh em và bảo vệ cho nhau, tứ hải gia huynh đệ. Đó, gặp gỡ rồi khó lìa xa. Tình yêu kia đối với em chỉ như đôi mắt thôi, đừng như thế Subin nói với em là cái bài nước hoa này là khi mà xịt nước hoa thì mình sẽ hay làm gì? Thường xịt xong rồi như này, sợi chuẩn luôn đấy, đấy đấy như thế này luôn đấy. Vậy mình nếu mà mình như thế luôn, đây ngửi cái bên được không? Bình thường tôi xịt nước hoa là không, bây giờ bình thường tôi xịt nước hoa đây, không cái lúc tắt xin người chở anh em mình là kiểu là xịt xong rồi ngửi ngửi cổ người bên cạnh, đây ngửi ngửi cổ người đầu lắng này đi. Em nghĩ cái là bầu nhé. Thế thì làm theo beat này, kiểu tịch 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 tịch. Cũng hay quá. Idea đó là từ của bạn Subin, bạn ấy thích ngửi á. Bạn ấy thích ngửi, nói chung là đi tập bạn ấy điệu á. Là lúc nào mấy cũng sức nước hoa thơm phức. Xong rồi kiểu may quá, hôm nay mình có sức nước hoa. Ôi hên quá, mình có sức nước hoa đấy. Là từ ấy là ông ấy không nghĩ ra, hửi rồi ông sức trên cổ đó là mình nghĩ là sau này nên đổi thêm biệt danh cho bạn ấy là Subin Hoàng Điệu. 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4 ngửi đúng rồi. Ok, sửa dáng luôn đi. Ok, cùng nhau hết chưa? Ok là tiếp. Sao tiếp xem sao nữa đây, tiếp nhảy tiếp này luôn là đầu xuống không? Anh em làm hết rock 1 luôn đi. 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Anh em nên xem lại cái đoạn này thì cho cái level nó giống nhau đi. Đúng rồi. Thấp, cao, thấp. Anh em làm giống Minh Cường đi. Mời thầy 7 lên ạ. 1, 2 thấp, cao, thấp, ok. Thì trong cái lần tham gia này, tuy mình có là người chơi nhưng mà trước đấy mình vẫn phải quan sát. Bởi vì đối với mình các anh đều là các thầy. Vì những họ mang lại cho mình được những thứ mình không biết. Những cái gì họ nói và những cái mà hướng dẫn của họ khiến cho mình cảm thấy rằng là mình phải học cái đó. Cái đoạn này này, anh thấy là nó bị hơi một tí đoạn. Đây này, cái này là 1, 2, 3, 4. Nhưng mà em bảo khoác, em muốn cầm kiểu như này được không? Áo khoác được, cầm thì... đấy càng đẹp à? Là coi như là cầm... đang cầm áo. Coi như là cầm áo ấy. Em mặc áo vest không? Em có. Cây. Em có. Thì em cầm hết áo vest đi. Thế cầm này đi. Em cầm hết đi. Cầm. Nhưng mà đều nhớ đó. Là cái nhịp này em thấy là anh em nên mạnh. Đúng rồi. Nhẹ. Đúng rồi, đúng rồi. Là mạnh xuống hay mạnh lên? Mạnh này thì nhấn xuống. Yeah. Ok, 5, 6, 7, đặt N. 1, 2, 3, 4. Anh em tập coi như hình rồi ôn lại là sau để đoạn kết luôn. Đấy, em bây giờ hai anh em bước vô đi, em đếm tới 1, 2, 3, 4 anh. Đã, 1 tiếng nhịp 2, nhịp 3 anh em tự tách nha. Bắt đầu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và mạnh, nhẹ, nhẹ, nhẹ 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4 cây lên, cây lên luôn. Cây lên. Tiếp luôn đi. Thế là trượt vào. Xong rồi em sẽ... Đúng rồi, lên. Không, ý là kiểu đi theo cây, hôm qua anh em chốt là đi theo cây mà. Thì anh em cứ đứng đó xong rồi em bắt đầu đi cái là anh em nào đi rồi đi đồng vào. Đồng ý, đồng ý, okay. Đồng ý. Xong tôi đi. Tăng. Đó là đi từ từ vô luôn. À ok. Là diễn vô. Nhưng ngay khi em vừa chuyển động là anh sẽ di chuyển. Dạ, di chuyển vô luôn. Cái này hôm qua ấy, nếu mà làm này, sau này nó tiếng guitar ấy. Ok. Nó feel được theo tiếng đấy phát xong đi theo cây luôn là đẹp. Ok. Em nghĩ là đến cái đoạn của em đứng làm mọi người tách ra đằng sau rồi. Tại vì Subin cứ đứng đằng sau em đi để cái kiểu em mà giục xuống cái là Subin xuất hiện thì nhìn nó bất ngờ hơn.
Cũng được, cũng được, cũng đẹp. Thì cái đoạn đường đây em cứ làm đọc vậy ạ. Okay, nếu nha, em nói nha, nếu mà anh em còn thời gian mà vẫn còn đi cái đường cái này á thì anh em lúc mà tách qua thì cứ vậy thôi, xong đứng đúng vị trí thôi. Ok. Nói chung là bên hát là anh em có flexible chiều lên khấu duyệt thì nếu mà ok. Còn thời gian thì em cứ làm ạ. Mọi người đều là dành thời gian cho nhau rất nhiều. Cây Trần thì dành thời gian với cả Subin tập luyện, còn Cường thì dành thời gian cho Kiên đứng. Lắng nghe là cái rất là quan trọng trong một đội nhóm, đó chính là người này cũng nên lắng nghe người kia ấy, và cùng nhau kiểu fix lại những cái mà mình chưa thấy ổn. Vô này, vô lại này. Let's go! Hu 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 hu. Đẩy 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 đẩy. Xích xích xích. Tắt lên. 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. Lên. Anh kìa. Anh ở trượt rồi. Quên. Rồi em làm con phim hay vãi luôn. Quên. Em cảm giác em như một b-boy luôn. Thường người ta sẽ nhảy xong người ta sẽ có một cái skill, rồi sau đó sẽ có một cái quả gọi là quả to, là sẽ bung ra một cái gì đó để mọi người ồ. Thì cây cũng có đề xuất cho anh em là nên làm một cái gì đó như vậy, đó là cái quả dolphin đó mà mấy anh em kia kiểu chưa bao giờ thử hết. Nói vài lần thôi, thử vài lần thôi thì anh ấy nhất quyết là chọn cái đó để có thể mang đến một trình diễn mà bất ngờ nhất dành cho mọi người. Anh Kiên thì nói là anh sẽ làm được để cho con anh xem, tự hào về anh. Đấy, còn anh Bảy thì nói là chơi tới bến đi em. Còn Subin là sao cũng được, anh em thích thì nhích vậy đó. Hello. Ôi. Cá mì. Nhóm rồi, nhóm cạnh tranh đi ra ngoài. Không, tôi là dán điện. Tôi bị chương trình phái tới để điều tra coi mọi người làm việc có nghiêm túc hay không. Em có challenge cho anh. Đúng rồi. Không, tại vì theo danh sách là mọi người là nhóm nhảy căng nhất. Ừ, đây. Đố anh làm cái này thì anh mới được. Anh mới được phá tiếp. Rồi. Còn nếu anh không làm được thì anh sẽ phải nhận hình phạt. Cái này dễ quá. Quá dễ rồi. Cho làm đồng tin. Ok. Cái đó là dễ nhất trong nhóm em á. Không, mà nếu cô ngồi đi phong làm đi. Bảo cây. Tôi sẽ bảo cây dạy cho. Một đồng tin nữa. Đây, với anh nhìn cây. Gì vậy? Ủa? Ông ngu mà, ra đi. Anh tưởng ai thắng rồi làm gì? Làm gì? Đi. Thế là mọi em có một cái động tác. Ờ. Bây giờ anh làm được thì anh sẽ được được dán đẹp không? Anh sẽ được viết trước bài của mọi người à? Đúng, được, sẽ được mọi người nhảy cho xem. Wow! Ok. Nhưng mà lúc đó anh phải react nha. Anh không có chuẩn đâu, cây làm mới chuẩn nè. Anh phải reaction nha. Ok. Em làm nha. Ờ, làm đi. Chưa? Rồi. Đó. Đấy. Đó. Đó. Động tác này nó gọi là dolphin cá heo. Dolphin. Không được, khó. Cái này nó cần lực tay rất là nhiều luôn. Dùng bối này đây. Rồi lại nữa nè, cuối nha. Không được. Rồi. Quá khó. Vậy phải của anh là massage cho ba tụi em. Massage đây, đây có cái sân này, okay. Massage khỏe hay massage mệt? Của em nói chung là công minh nó ấy lắm, rõ ràng lắm. Ủa? Cứ được mà có thưởng không? Ê, tự nhiên ấy là thật ra chương trình muốn gà anh vô để làm gián điệp chứ không phải là... Không, lẹ đi anh thôi, anh là lẹ đi chứ. Bây giờ bị ấy rồi, phát hiện rồi. Em đau ở dưới anh, em đau thắt lưng. Ông chủ thấy thoải mái, có tip không? Ok. Anh thấy ok rồi đó, chuyển đi. Ông chủ nghe ghê. Mẹ nhớ số em nha, em số 17 nha. Nghe ghê. Nhớ tip nha. Lẹ nhanh. Tôi ra đầu gối này, đấy đúng rồi. Ủa? Nhanh bé. Lần sau mấy em chủ hay nhớ tới em. Đừng bỏ quên em nha. À, mã số của em là mã số 17 nha mấy em chủ. Mã số 17 à? Nè bé, em bấm lẹ bé. Bố giờ dùng gì cả. Rồi. Sao anh không tập nhóm anh đi phá tụi em vậy? Xong rồi. Xong rồi á? Đấy. Ghê vậy. Nói chung là mấy cái chuyện nhảy nhót của anh đơn giản mà. Ồ.
sẽ mang đến lúc giữ nhau rồi xa và sau này mới được mang đi bên kia. Đúng rồi, đừng để ngày mai có khi thương người nữa. Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn tạ tan tan. Đất yêu người, bàn chân lấm bùn khuya sớm. Đất thương người, lẻ loi thân cỏ trên đồng. Ồ, đây hát live còn hay hơn. Dạ yeah. Thật đấy, đây hát live thấy hay hơn. Nghe thì thào đâu đó tiếng thì thầm của đất nữa, tiếng dòng sông cuộc sống ôi ta về. Mình chưa quen với cái ánh đèn sân khấu, chưa quen với cái tiết tấu vừa hát vừa nhảy đá chân đánh tay hay là đầu gật gù thôi. Thế nhưng bên cạnh ngoài cái việc là thuộc lời đã, thì cái việc mà để làm sao đó nhấn nhá đúng vào cái câu đó, để mà xoay đúng vào cái câu đó, cái từ đó, để mà đá chân hay để mà búng tay, thì gần như là Hồng Sâm mải tập trung với cái từ, cái chữ mà lại quên mất cái chân cái tay. Và khi làm được cái chân cái tay gật gù tốt rồi thì Long bảo ô hay quá anh ơi, tuyệt vời quá anh ơi, thì lại hơi bàm tà ra một nỗi đau nghẹn ngào một nỗi vui. Tình tăng ta tan tan đi tan tan tỉ ta ra ra tan pam pam pam. Quay sát đây đây một một hai tay này vuốt luôn để ngang cái này này xoay vuốt này hai vuốt lên ngang này hai vuốt ngang trước mặt này chân xoay thẳng vuông này mà nó quay xuông này mà ra lên thế này luôn mà hai đúng rồi hạ thấp xuống em lại cao quá một hai. Mặc dù là có luyện tập có thuộc rồi nhưng mà lên sân khấu thì nó lại là một cái sự tinh thần nó sẽ bị phân tán nhiều hơn là lúc tập, nên là đến bây giờ thì vẫn hơi lo lắng về phần đó, về phần kết hợp vũ đạo trên sân khấu cùng với nhau. Tình em mới tà mới tà mới giang mỗi đau ra tâm tan ta ra 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 tam ma pam tam ta ra ra tam ma tam ma tam ti ra 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 ti đấy đúng không à đây chứ tan tan ta ra 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 ti tam tam ta ra 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 ti tan 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 ta ra ra ti ra ra
ta bước chân lên. Lấy cái đều đó, cái đó cho nó đều. Bởi vì đó, lúc đấy em có thể sẽ bè cho anh nếu mà nếu mà em bè mà... Đoạn cuối đúng không? Vì cái đoạn cuối nó dài nên là mình sẽ luyến chậm đi một tí. Không. Luyến thì phải đều luôn cái đều tính đó. Ok, nào. Kéo dài cái đuôi ra thôi. Ok, như nào lại này. Chân và đỉnh núi cao vẫn đón chờ ngày ta bước chân lên. Chờ ngày ta bước chân lên. Đó, ok. Kéo dài rồi. Rồi mình tập khúc đuôi luôn nha. Ok, đuôi sao cho nó khúc chờ ngày ta bước chân lên. Và đỉnh núi cao vẫn đón chờ ngày ta bước chân lên. Đón mình. Đó, ok. Ok. Perfect. Good. Yes. Amazing, good job. Amazing, good job. Ok rồi. Good job. Yeah. nghe có vẻ là giống bắt ngàn lốc rồi đấy. Không, lời thì nó không quá khó đâu, bởi vì lời đấy đều là bài hát này thì thứ nhất là lời không dài, cái thứ hai là lời đều là những cái ngôn ngữ nó khá là gần gũi với anh em mình và nó mang tính thúc đẩy. Ôi, thì nó không phải là quá khó. Khả năng thuộc lời của em khó lắm. Vớt này, bắt đầu là nhìn lên cao thấy ở nơi hoang vu. Bây giờ mình có phải đo tông không? Có phải đo tông vào để anh em mình chọn một cái tông cho hợp quãng giọng của ba anh em mình chứ. Thì cứ mình tập cái tông gốc trước đi. Tông gốc cho bản gốc coi xem là như thế nào. Tông gốc bản gốc là cũng khá đấy nha, khá cao đấy. Thử trước đi. Thử trước coi xem là ướm giọng vô thì ai mở, hợp với cái quãng nào. Thì... Mở màn vào thì em nghĩ là một người phải hát rất là chắc nhịp và có là cái âm thanh và cái giọng hát nó phải đủ sức hút thì em nghĩ phải là anh. Cũng được. Anh vào trước đi. Ok, để anh vào trước vì cái quãng của cái này cũng thấp nè. Okay. Cái câu đầu nó như nào anh nhỉ? Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Ok. Thì hai giai điệu này rồi. Cũng dễ nghe. Vậy thì câu 2 chắc là... So với rock của em thì giai điệu này dễ. Thế đoạn sau giống nhau, cũng giống chứ. Đúng rồi, đoạn sau giống đường tôi đi còn sao. A2 thôi, vậy là A2 để chung đi. A2 để em, rồi. Vì cái đoạn pre-chorus là nó cao lên chút xíu đó. Cái này là để cao lên thì sẽ hợp với Hiệp. À, để cho Hiệp. Okay. Thế nhá. Nào. Anh rồi, anh hát thử nha. Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Ok. Đúng không? Đúng, giai điệu kia là đúng rồi đúng không? Và câu là như nào? Và con đường kia để qua, à nghe rồi. Và con đường kia quá dài. Và đôi chân ta quá ngại. Chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Ok rồi. Và con đường kia quá dài. Và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Ra cái nốt thì nó hơi khác chút. Và con đường kia cho nó và. Và con đường kia còn là căng. Nhưng mà anh thấy Hiệp xử lý đổi nốt cũng được. Thì tức là để cho nó bộc lộ sáng, cái để cho nó sáng màu. Không sao đâu, bởi vì là không phải đâu mà bởi vì em có nghe thoáng qua bài này chứ thì em sẽ xử lý ở trên đàn nhất thì em sẽ rõ nốt hơn. Và con đường kia quá dài. Và con đường kia quá dài. Và đôi chân ta quá ngại. Ok, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng. Đấy, có bị cao không? Anh với được. Anh mới được. Và cuộc sống đâu là dễ dàng. Và cuộc sống đâu là dễ dàng. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng. Và những khó khăn còn vô vàn.
để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Ok. Bây giờ, bây giờ đo nhá, đo giọng nhá. Câu sau để anh Tùng thử hát câu sau xem có hợp giọng không. Vì lòng quyết tâm còn vô bờ, chặng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Bây giờ mình kết hợp rock với cha. La 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 la. Nhảy đi, nhảy đi, tăng 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 tăng. Anh thì hồi mà trong nhóm là anh nhảy những cái động tác như thế này là mạnh mẽ rồi xong rồi rất là hip hop rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à, được, 1, 2, 3, 4, đó kiểu vậy đó. Em hay ra công viên em xem nhưng mà vấn đề ở đây là rock thì rock mạnh. Về những câu chuyện của anh Thành Trung hay anh Phan Đình Tùng thì Hiệp cũng mừng tượng ra rằng các anh, những người mà có nhiều thành tích ở trong sự nghiệp của mình thì chắc hẳn các anh sẽ rất là khó tính và gần như là sẽ có một sự cầu toàn. Nhưng mà khi mà được gần gũi ấy, thì Hiệp lại cảm nhận rằng là các anh lại rất là ấm áp. Đâu anh thử làm cái dáng em xem này. Dáng kiểu vocal rock đúng không? Vâng, bây giờ theo nhịp anh nhá. Đâu anh thử thả lỏng cơ thể này. Nhưng mà đầu tiên với cả rock bọn em là cái thế đứng nó lại rất quan trọng. Như nào? Với anh đứng như này thì trông rất là như kiểu nó không có cái chân mình nó không vững. Bao giờ anh cũng phải nha. Đấy. Mà anh không phải anh bổ về đằng trước mà anh sẽ bổ kiểu hơi chéo chéo sang này. Đấy. Đây đúng không? Nó không phải, anh chú ý vào cái phần cổ nó sẽ này. Giật. Đấy. Anh nhìn kiểu em nhá. Thì phản đi. Đó, kiểu dạng như vậy. Đấy. Gọi là cái cổ thế này đúng không? Này đúng không? Đúng rồi. Thế này. Cái chân micro mình cầm mình đưa lên luôn. Đấy, đúng rồi. Ta 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 ta. Chúng tôi muốn chơi nhạc cụ không? Anh chơi. Thì nãy anh có bàn với Hiệp rồi đó. Anh cũng chơi được một vài nhạc cụ. Đó là. Cho nên là anh sẽ chơi trống chuẩn luôn. Đấy. Là ra rock luôn được gì nữa. Bây giờ rock bởi vì có ban nhạc rock theo anh biết nhé, cái quan trọng là trống và guitar lead. Mày thiếu mỗi sáo thôi, anh chơi sáo đi. Thôi chịu. Thế à? Thế à? Quen nghe tôi hát xong rồi loa, tôi nghe lại tiếng của mình. Nhưng lần này là tôi nghe thấy tiếng của tôi ở trong tai. Và tôi chưa quen và tôi có cảm giác là tôi chỉ sợ tôi trượt nhịp. Khi nghe in-ear tôi hỏi anh Tùng là: anh ơi, nghe như thế đã đúng chưa? Em muốn có thêm tí echo giống như hát karaoke để em nghe lại em có được không? Anh Tùng bảo không. Phải nghe đứng thật của mình để không có cái độ trễ và không có cái độ vang thì mình mới xử lý đúng được. Còn bao hoang mang, mình phải lo lắng. Còn trong
những giấc mơ này đâu chỉ một lần, ta có vô vàn ánh sáng. By Fire, Suri đồng hành cùng chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 20:30 trên YouTube Giang Quanh Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giang Quanh Show. Nhấn nút theo dõi kênh YouTube Giao Quanh Show, xem ngay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.